Một siêu phẩm nhà vườn mái Nhật 4 phòng ngủ tại Sơn Dương, Tuyên Quang. Công trình lần này có kích thước là bằng 18,8 x 15,420 nha các bạn nhé. Diện tích sử dụng công trình lần này có cái tổng diện tích là bằng 218m². Công trình thì bao gồm có 4 phòng ngủ. Tất cả các cái phòng ngủ thì đều đạt được cái diện tích là bằng 12m² đến 15m² như quý vị các bạn nhé. Và chúng ta có một cái hình thức công trình cực kỳ là đẹp và sang trọng hiện đại với những cái đường gờ phào chỉ kẻ làm cho cái công trình rất là sang và đẹp, hài hòa với lại thiên nhiên, với con người Việt nhé quý vị các bạn. Tông màu gỗ hiện nay bên mình đang sử dụng cho cửa đó chính là cái tông màu nâu, và cửa của HCG thì được thiết kế cực kỳ là đẹp, nhấn nhá, hài hòa nhé quý vị các bạn nhé. Các bạn có thể hình dung cái phần mái của công trình, bản vẽ của HCG là bản vẽ chi tiết nên là cực kỳ là rõ ràng. Đó, đây là cái công năng của công trình. Đối diện với sảnh chính đó chính là phòng thờ, và chúng ta có các cái phòng ngủ là cái khu vực vệ tinh. Các bạn hãy nhấn nút follow kênh để nhận những cái video, những cái công trình đẹp nhất và tốt nhất. Xin trân trọng cảm ơn.